Trần Ngọc Phong. Ủa? À, rồi Ninh đây rồi. Trần Ngọc Phong đâu? Võ Thị Tú Phương. Có. Rồi, Vũ Hà Quang. Rồi, Có. rồi. Trương Quốc Quân. Có. Rồi, Cao Nguyễn Sơn. Có em cô ơi. Rồi, Phạm Văn Tài. Có. Rồi, Nguyễn Đình Tân. Có. Hoàng Văn Tân. Có. Rồi, xong hết ca của chúng ta. Các bạn có mặt đầy đủ rồi. Mỗi đang thiếu bạn là Hoàng Anh Nhật này, với bạn Vũ Hoàng Long này, và bạn Ninh, à bạn Ninh rồi, bạn Ninh rồi, bạn Ninh rồi, bạn Trần Ngọc Phong ạ. Em có mà cô, em bật cam rồi mà. Cam của em bị hỏng à? Không, em bật đây à, lúc cô bảo được rồi đấy à. Em bật lại đây. Ừ. Được chưa cô? Rồi. Rồi, ok nha. Vậy thì cô trước khi đi vào cái buổi học hôm nay thì cô phổ biến một chút này. Là gì nhỉ? Buổi hôm nay ấy, thì nó mang tính chất là gì, là buổi thực hành. Nhưng mà nội dung thực hành thì cô đã hướng dẫn các bạn rồi và cô đã nghiệm thu rồi. Cho nên cái buổi hôm nay là cô sẽ đi tổng quát lại một chút về các cái kiến thức liên quan đến môn học của chúng ta nha. Như vậy thì Em môn đã học của cô. chúng ta có cả lý thuyết và bài tập, nhưng cô tin chắc rằng lại về lý thuyết bây giờ cô hỏi có khúc mắc gì không ấy thì chắc chắn là gì không. Vì sao, đã đọc đâu mà biết khúc mắc hay không, hiểu chỗ nào hay không hiểu chỗ nào, đúng nào? Cho nên đấy thì là cô sẽ đi hướng dẫn về các cái vấn đề liên quan đến các dạng bài tập mà cô đã hướng dẫn các bạn rồi, đúng ạ. Vậy thì tại sao lại cô lại phải quan tâm đến cái vấn đề này như vậy? Bởi vì các bạn lưu ý cho cô này, chúng ta học online và chúng ta sẽ sắp tới đây chúng ta hướng đến là thi online, đúng ạ. Thi online thì với cái môn này cô đã đề xuất cái hình thức thi cho các bạn rồi. Bây giờ cô chỉ chờ bên khảo thí và đào tạo là thống nhất cái phương thức đấy và thông báo với các bạn hay không. Thế còn về phương án ấy là cô hướng đến cho các bạn là thi tự luận online nha. Mà khi tự luận online thì các bạn biết ở đây cô hướng đến là gì nhỉ? Thi tự luận online thì rõ ràng là các bạn thi online thì các thầy cô sẽ giám sát các bạn này, các bạn sẽ phải chuẩn bị là máy tính này, vì mình thi tự luận mà, nên các bạn phải chuẩn bị giấy bút, tất cả những cái đấy làm xong các bạn ghi lên giấy bình thường, và các bạn phải chụp lại và gửi cái file PDF đấy cho các thầy cô để các thầy cô căn cứ vào, các thầy cô làm, các thầy cô chấm bài cho các bạn. Đấy, các bạn hình dung ra chưa ạ? Như vậy thì tất cả các bạn phải bật cam cho các thầy cô để các thầy cô có thể quan sát được các bạn, đúng không ạ? Để xem bạn nào có sử dụng hay trao đổi với nhau hay không, đúng nào? Rồi, hình thức thi là hướng tới đó là như vậy. Cho nên các bạn cũng sẽ phải có những cái phương án thi như thế nào, ôn tập như thế nào cho nó phù hợp cho cái môn của chúng ta đạt hiệu quả cao, đúng không ạ? Trong cái buổi hôm nay ấy, thì ngoài cái việc là cô sẽ tổng hợp lại, sẽ ôn lại cho các bạn ấy, và cái nội dung ôn tập là cô sẽ gửi lên cái phần tài liệu chung đấy cho cả lớp chúng ta, đúng ạ? Chắc là trong tuần này thôi cô sẽ gửi nhé. Và các bạn sẽ, cô sẽ gửi cái nội dung ôn tập đấy nó liên quan đến vấn đề lý thuyết là chính thôi. Còn bài tập thì tất cả những dạng bài tập cô đã hướng dẫn các bạn, không một dạng bài tập nào là thừa hết. Các bạn về nhà ôn lại cho cô tất cả những dạng bài tập đấy, đúng ạ? Còn lý thuyết thì các bạn ôn những cái lý thuyết liên quan đến những cái vấn đề mà cô đã đưa cho các bạn. Thực ra những cái vấn đề cô đưa ra đấy ấy, thì nó cũng bao gồm hết cả rồi, đúng không ạ? Những cái nào cô đã dạy các bạn ấy trong cái nội dung của chúng ta ấy thì hầu hết là nó liên quan đến tất cả những cái nội dung mà thi của chúng ta. Như vậy cái môn này lý thuyết cũng khá là nặng, đúng không ạ? Và bài tập khá nặng vì nó nhiều tín chỉ, mà cái nhân lượng kiến thức các bạn thu nhận về được thì nó phải lớn, đó là điều hiển nhiên, đúng không ạ? Rồi, vậy thì sau khi ôn tập xong thì cô sẽ đọc điểm cho chúng ta nhá. Đọc điểm cho các bạn để các bạn hình dung biết được cái điểm kiểm tra cũng như là điểm thường xuyên của mình như thế nào, đúng không ạ? Rồi, đây hôm nay là cô sẽ đi cái này. Về cái bài tập ấy thì cô muốn nói với các bạn thế này này,
tất cả những dạng bài tập mà cô đã đi cho các bạn ấy thì cô đi khá kỹ rồi, cô dành thời gian khá nhiều chúng ta làm bài rồi, đúng không ạ? Bài tập thì chỉ tập trung trong chương 2, chương 3 và chương 5, đúng không? Tuy nhiên, cái bài tập chương 2 ấy thì cô đi kỹ trong cái chương 2 là một. Sau đó nó lại có một cái dạng bài tập liên quan đến chương 3. Đúng là điều chế anh em, điều chế em đấy. Liên quan đến mã đường thuyền, đúng không nào? Thì cái đấy chúng ta làm đi làm lại rồi. Cho nên trong cái buổi này ấy, với cái thời lượng ngắn như thế này ấy, thì cô sẽ không đi lại chương 2 nữa. Mà cô sẽ hướng dẫn các bạn làm một số các bài tập mà cô cho các bạn về nhà ấy, trong cái nội dung bài tập PDM, PCM và liên quan đến bài tập chương 5 là cô thấy một số ý kiến các bạn là nhờ cô giải thích lại cái dạng trong cái bài tập chương 5. Đúng không ạ? Vậy thì trước hết là chương 3 nè, chúng ta sẽ đi chương 3 trước nha. Ghép kênh PDM. Trước khi đi làm bài tập thì cô muốn nhắc lại một chút này. Cái tần số lấy mẫu nó phải thỏa mãn định lý lấy mẫu là questionnaire. PDM là ghép kênh tín hiệu số. Đúng không ạ? Vậy thì với cái tín hiệu tương tự chúng ta sử dụng cái bộ ghép kênh PDM này ấy, thì chúng ta thực hiện chuyển đổi các cái tín hiệu tương tự đấy sang cái tín hiệu số là tín hiệu PCM thông qua quá trình điều chế xung mã PCM, đúng không ạ? Lọc lượng tử hóa, lọc lấy mẫu lượng tử hóa và mã hóa. Như vậy chúng ta quan tâm đến tần số lấy mẫu của nó là bao nhiêu, đúng không ạ? Ê này, quá trình nó nói này, đúng không ạ? Cô chưa xem hình. Cô chưa xem màn hình à? Oh, sorry các bạn. Đây, quá trình điều chế xung mã PCM để chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số, đúng không ạ? Thì lọc này, lấy mẫu này, chúng ta quan tâm tần số lấy mẫu là bao nhiêu, có phải thỏa mãn định lý lấy mẫu Nyquist Shannon. Và khi chúng ta áp dụng cái tín hiệu này vào cái kỹ thuật ghép kênh thì nó phải cái tần số lấy mẫu của các nguồn tín hiệu tương tự đầu vào này nó phải thỏa mãn điều kiện là gì? Tỷ lệ với nhau, nguyên lệch với nhau, bằng nhau, đúng không ạ? Do đó cái vấn đề của chúng ta xác định cái tần số lấy mẫu này hết sức quan trọng nha. Sau đó sẽ được lượng tử hóa với quy mức và mã hóa n bit trên một mẫu, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ được tín hiệu là tín hiệu PCM, đúng không ạ? Rồi vậy thì quay trở lại cái bài ghép kênh này, thì các bạn lưu ý cho cô để sử dụng được các cái bộ ghép kênh TDM thì chúng ta thấy ở đây sẽ có hai cái trường hợp xảy ra mà chúng ta cần phải lưu ý. Trường hợp thứ nhất là các cái tín hiệu đầu vào của cô có tốc độ bằng nhau và bằng r bit trên dây. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng một cái bộ ghép kênh TDM ở đây có tốc độ ghép kênh nhá. Các bạn phân biệt cho cô này, đây là tốc độ ghép kênh là F0. Còn tín hiệu đầu ra của bộ ghép kênh có tốc độ, đây là tốc độ của luồng tín hiệu đầu ra sau khi ghép kênh là khác nhá. Còn tốc độ của bộ ghép kênh là F0. Trong trường hợp các cái đầu vào của tôi có tốc độ bằng nhau và bằng trở bit trên dây thì tốc độ của bộ tiền mạch ghép kênh này sẽ bằng F0 và bằng RF. F0 bằng RF. Đúng bằng tốc độ của các nguồn nhánh đầu vào. Nhưng đơn vị ở đây là khác nhau. Đây là hai tham số khác nhau mà. Đúng không? Tốc độ bit phải là bit trên dây, còn đây là tốc độ chuyển mạch là hertz, đúng không ạ? Và như vậy tín hiệu đầu ra của bộ ghép kênh tôi sẽ thu được cái luồng tín hiệu có tốc độ là n nhánh đầu vào nhân với F0 bit trên dây. Đúng không ạ? Rồi, trong trường hợp này thì đơn giản thôi, đúng không nào? Trường hợp thứ hai này phải lưu ý này. Khi các nhánh đầu vào của cô có tốc độ là không bằng nhau, nhưng để thực hiện ghép kênh TDM thì nó phải tỷ lệ với nhau nhá. Như vậy cô giả thiết nếu như đầu vào của cô có hai nhánh, nhánh A và nhánh B, trong đó nhánh A của cô có tốc độ bằng K lần nhánh B, đúng không ạ? RA bằng K và B. Như vậy các bạn hình dung này, một cái nhánh tín hiệu A này nó sẽ tương đương với K nhánh tín hiệu có tốc độ là RB, đúng không ạ? Như vậy thay vì một nhánh đưa vào bộ ghép kênh, đúng không ạ? Thì tôi sẽ có K nhánh tốc độ tín hiệu RB đưa vào bộ ghép kênh, và với một nhánh của bản thân tín hiệu B đưa vào nữa, có tốc độ RB nữa. Như vậy sẽ có K cộng một nhánh có tốc độ là RB đưa vào bộ ghép kênh. Như vậy trong trường hợp này tôi đã chuyển cái trường hợp là gì? Các tín hiệu đầu vào có tốc độ khác nhau thành các tín hiệu đầu vào có tốc độ bằng nhau rồi. Như vậy cái bộ ghép kênh của tôi sẽ có tốc độ là đúng bằng RB. Đúng không ạ? Và như vậy đầu ra bộ ghép kênh này tôi sẽ thu được luồng tín hiệu có tốc độ là bao nhiêu? RB nhân với K cộng một nhánh. Đúng không ạ? Rồi. Vậy thì với cái việc là cô nhắc lại một chút kiến thức như thế này và với cái việc là gì, đây là những cái bài tập về nhà, như vậy là cô có hướng dẫn các bạn rồi, đúng không ạ? Tức là các bạn đã làm rồi, gọi là về nhà là phải làm rồi, đặt rồi, đúng không nào? Thì hôm nay cô sẽ mời một số bạn nhá trả lời cho cô nhá các cái vấn đề liên quan đến các bài tập này, xem chúng ta hiểu bài như thế nào, chúng ta làm bài như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì cũng sẽ có một số bạn là lý do nọ lý do kia, đúng không nào?
Vậy thì cô sẽ hướng dẫn một chút và cô sẽ cho các bạn thời gian để các bạn làm. Đúng ạ, sau đó cô sẽ gọi lên cho nó công bằng, đúng nào. Vậy thì hướng dẫn như thế nào đây? Với cái bài này yêu cầu là gì? Tôi ghép 3 cái anh tín hiệu đầu vào. Đúng ạ, tín hiệu số có tốc độ là 400 bit trên giây với một anh tương tự. Đúng ạ. Vậy thì cái anh tương tự này để ghép được với tín hiệu số thông qua bộ các kênh TDM thì tôi phải chuyển đổi nó thành tín hiệu PCM. Đúng ạ. Vậy thì quá trình chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu PCM thì nó phải liên quan đến tần số lấy mẫu này. Là bao nhiêu này, phải xác định này. Còn bao nhiêu bit trên một mẫu thì đây người ta cho rồi 7 bit trên một mẫu rồi. Như vậy anh phải xác định tần số lấy mẫu ở đây là bao nhiêu. Đúng ạ. Sau đó anh tính được tốc độ của tín hiệu này lên là bao nhiêu. Và tốc độ tín hiệu này tôi mong muốn là sao nó phải tỷ lệ với cái ảnh này. Thì tôi mới ghép được. Như vậy là liên quan đến tần số lấy mẫu. Xác định thì đúng. Nha. Rồi như vậy thì các bạn làm cho cô cái bài này đi. Tí nữa cô sẽ... À, Vũ Hoàng Long này. Vũ Hoàng Long này là học ở K1 mà em hôm đấy không đi học này. À hôm nay không, hôm đấy Vũ Hoàng Long này không đi học K1 này. Lại nhảy sang K bên này nhờ cô điểm danh làm gì? Phải không? Đây là K2 rồi. À Vũ Hoàng Long, à cô sorry, sorry các bạn. Đây vẫn là tăng 2. Vũ Hoàng Long, điểm danh cái gì? Rồi. Làm bài tập đi nha.
Nào cô mời một bạn trả lời cho cô xem nào. Xem làm bài này thế nào. Võ Thanh Lâm nào. Đâu, Võ Thanh Lâm đâu? Dạ. Thanh Lâm trả lời cho cô xem nào. Dạ vâng. Với cái bài này thì cái tần số lấy mẫu ở đây của cái tín hiệu anh tín hiệu tương tự này thì có giá trị là bao nhiêu? À, nó ra 1.001 nhưng mình lấy tần số thực tế là 1.002 ạ. Ờ à, rồi. Vì sao nhỉ? Vì nó cái tổng đầu vào số đồng bộ là 400 thì 1.002 nó mới tỷ lệ với 400 nữa. Ờ rồi, ok. Vậy thì sau khi tôi thực hiện lấy mẫu anh này với tần số lấy mẫu là 1.200 Hz và các mẫu sẽ được lượng tử hóa bởi 7 bit cho một mẫu thì tôi sẽ thu được tín hiệu có tốc độ là bao nhiêu đây ạ? Là 8.400 ạ. Ừ, sẽ là bằng fs nhân với n đúng không? Thì sẽ bằng 1.200 nhân 7 và sẽ 8.400 đúng không? Đơn vị là gì em? Đơn vị là bit bps. Bit trên giây. Đúng nào. Trên giây. Trên giây. Rồi. Cảm ơn Lâm. Tiếp nào. Xin mời Vũ Hoàng Long. Cô mời Vũ Hoàng Long nào. Vũ Hoàng Long có không? Anh này vừa vào sau báo cô cái là bây giờ lại nghỉ rồi. Đây, anh Vũ Hoàng Long đây. Đây. Mic bị hỏng hả Long? Đâu rồi? Mic bị hỏng thì cũng phải trả lời cô chứ nhỉ? Xin mời bạn Đặng Quốc Mạnh nào. Có. Nào Mạnh thì trả lời cho cô nào. À, cô sẽ được tín hiệu PCM ở đây, của anh tín hiệu tương tự này. À, PCM tốc độ là 8.400 rồi. Trên dây rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là sẽ thực hiện ghép 3 canh tín hiệu số có tốc độ là 400 bit trên giây với canh tín hiệu PCM có tốc độ là 8.400 bit trên giây. Các em thực hiện ghép canh cho tôi như thế nào? Có thể sử dụng một bộ ghép canh hoặc là hai bộ ghép canh. Bạn thiết kế được không? Ghép như thế nào nào, thiết kế như thế nào nào? Chưa làm được à? Chưa cô. Thế nãy giờ cô cho mấy chục phút đấy không suy nghĩ à? Đặng Quốc Mạnh. À, cô cho hỏi ạ. Đó là hình như ở trên cái thư mục General ấy ạ. Thì cô chưa chia sẻ slide 3.5 hay sao ấy ạ? Cô chưa chia sẻ slide cái gì? Slide 3.5 ạ. Em không tìm thấy slide 3.5 ở trên thư mục ạ. Không chia sẻ slide 3.5 á? Vâng. Mới có 3.4 ạ. Ô thế à? Cho cô xem nào. Đến tận hôm nay mới phát hiện ra là cô chưa chia sẻ. Em toàn chụp ảnh màn hình lúc cô trình bày ạ. Nhưng mà hôm nay em cần phải đọc kỹ hơn để em làm bài thì em không thấy. Người dân phải không tin thấy phải chụp màn hình rồi. Ngồi xem record. Nào chương 3 này, 3.4 đây. Ờ, chưa có 3.5 à? Mã đường truyền PCM. À đây, TDM đây. Đây, TDM đây. Khoan mặt sai, cô đang chiếu là 3.5 à? Ờ, tùy slide của cô. Cái này là cô làm vào slide khác, anh hiểu không? Các bạn đầy đủ đấy, TDM hết đấy nhá. Cô xây dựng cho hai khối khác nhau mà, khối AT khác với khối DT khác nhá. Các bạn cứ có đủ đầy mục ở đây được này, truyền dẫn số này. Đây này, rồi. PCM này, mã đường truyền này. TDM này, thế là được rồi nhá. Đầy đủ rồi.
đây đủ rồi nhé, để cô kiểm tra lại cho các bạn. Chắc là cô gửi bản 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 trước cho các bạn rồi. Cô gửi bản trước cho các bạn rồi. 3.5 điểm số. Xem mã đường truyền à. Vì cô không gửi cái này cho các bạn, nội dung này của các bạn là sẽ không dùng đến nhá. Cho nên các bạn chỉ học cái này thôi. Cho nên là các bạn mới có là vì đây. Các bạn học cái này là cô đánh là 3.4 nhưng mà bên trong cô vẫn soạn là 3.5 là vì thế nhá. Rồi. Slide cho các bạn là đầy đủ rồi đấy nhá. Rồi, bây giờ thì cô sẽ mời một bạn tiếp này. Xin mời bạn là Hoàng Phương Nam. Hoàng Phương Nam đâu? Hoàng Phương Nam này. Lại nghỉ này. Xin mời anh Nguyễn Thành Nam. Nguyễn Thành Nam đâu nhỉ? Em đây ạ. Rồi, Thành Nam bây giờ thiết kế cho cô xem nào. Bây giờ cô thực hiện ghép cái luồng tín hiệu số của cô này, ba luồng tín hiệu số này. Tốc độ là 400 bit trên giây. Với cái anh tín hiệu số có tốc độ là 8400 bit trên giây. Vậy thì bạn sẽ thực hiện ghép kênh như thế nào đây? Thiết kế cái bộ ghép kênh như thế nào đây? Em chưa làm được cô ạ. Chưa làm được như thế nào? Không hiểu chỗ nào mà lại chưa làm được. Bây giờ cô gợi ý thứ nhất này, cùng làm này. Trước hết là anh ghép ba cái tín hiệu số này lại với nhau thông qua một bộ ghép kênh, đúng không ạ? Như vậy trong trường hợp này sẽ tương ứng với cái trường hợp này, n nhánh đầu vào của tôi có tốc độ bằng nhau, đúng không ạ? Như vậy thì bộ ghép kênh sẽ sử dụng ở đây sẽ có tốc độ là bằng bao nhiêu? Đúng bằng tốc độ của các cái nhánh đầu vào, đúng không ạ? Và như vậy tín hiệu ra của bộ ghép kênh sẽ có tốc độ là đúng bằng n nhân với tốc độ 400, đúng không ạ? N đây là có mấy nhánh? Hà Nam, n bằng 3, đúng nào? Như vậy tín hiệu đầu ra của bộ ghép kênh cô có tốc độ là bằng bao nhiêu? 1.200 ạ. Là 2? 1.200 ạ. 1.200 đơn vị là bao nhiêu? Đơn vị là gì? B trên dây ạ. Bit trên dây. B lên đây là cái gì? Thế chứng tỏ là anh này anh không hiểu một cái gì về cái bảng này rồi anh Nam nhá. Là vâng ạ. Anh gì là anh là gì Nam hay Thành Nam à? Vâng ạ. Trời ơi không hiểu một cái gì đến cái đơn vị B lên dây, bit lên dây cũng không thể đọc được là bit lên dây. Cái này thì có đáng bị trừ điểm không đây? Dạy đi dạy lại rồi, cô dạy rất kỹ rồi, hôm nay hỏi vẫn như là chưa một tờ giấy trắng, chưa học một cái gì. Bạn nào có thể làm được cho cô cái bài này xem nào. Bạn nào ôi các bạn ơi, cô hướng dẫn đi hướng dẫn lại rồi. Nào cô xin mời bạn Trần Ngọc Phong. Dạ có ạ. Rồi, không làm cô là đầu tiên là ghép ba kênh ba đầu vào có đợt ba đầu vào số đồng bộ 400 bit trên giây trước ạ. Ừ. Này có tốc độ là 1.200 bit ạ. Tốc độ của cái bộ ghép kênh đấy tốc độ bao nhiêu đấy? 1.200 ạ.
tốc độ chuyển mạch thôi mà, tốc độ của bộ ghép kênh thôi, không phải là tốc độ đầu ra của bộ ghép kênh, hai cái này khác nhau. Tốc độ chuyển mạch là 400. 400 đơn vị gì? Bit trên dây ạ. Này các bạn này, các bạn sẽ bị trừ điểm vì những cái lỗi như thế này, mặc dù cô đã nhắc đi nhắc lại nhiều chúng ta rồi này. Tốc độ chuyển mạch ấy, tức là gì nhỉ? Bao nhiêu vòng quay trên một giây, nó liên quan đến tốc độ phải là hertz, kilohertz, megahertz. Đúng không ạ? Tốc độ của một ghép kênh đấy. Cái này, đây là một khung TDM tương ứng với một vòng. Đúng không ạ? Tại thời điểm này tôi lấy mẫu tại đây, tại thời điểm này lấy tín hiệu của tôi ra. Tại thời điểm này tôi lấy mẫu thì lấy tín hiệu của tôi. Một vòng quay các bạn hết một bao nhiêu vòng quay trên một giây, đúng không ạ? Bao nhiêu kilohertz ấy, tần số là tốc độ ấy, đúng không? Vâng. Cái này các bạn chú ý cho cô. Là hertz. Ờ, đơn vị là hertz. Tôi biết đơn giây phải đơn vị là hertz. Vâng. Rồi, đầu ra sẽ được là tín hiệu là 1200 bit đơn giây. Vâng. Vậy thì tiếp tục là bây giờ phải ghép cái anh 1200 bit đơn giây với cái anh là gì nhỉ? 8000. Anh 8400 do nó tỷ lệ rồi nên là mình không phải ấy nữa. Thì lại là K rồi. Rồi, thì ghép như thế nào nào? 1200 chia cho ấy là bằng 8400 chia 1200 bằng 3, tức là 3 mình sẽ lấy tốc độ là 1200 ạ. Đây này, 8400 chia cho 1200 được mấy? 3. Chia lại cô xem nào. Không, 7 của. Không, 7 7 của. Không, 7 ạ. Xong 7, 7, 2, 14 đúng không? 7, 1 là 7, 1 là 8 đúng không? Rồi, tiếp. Vì vậy là mình sẽ tính được, mình sẽ ghép cái kênh đấy với cái kênh 1200 đấy ạ. Mình sẽ lấy tốc độ là 1200. Tốc độ của một ghép kênh 1200 đơn vị là gì? Hét. Yeah. Hét, đúng rồi. Đầu ra sẽ được cái gì? Sao không nói lại đi ạ? Đầu ra của bộ ghép kênh có tốc độ là gì? Đầu ra của bộ ghép kênh thì sẽ thu được một luồng tín hiệu có tốc độ là bằng bao nhiêu nào? Đơn vị là gì? Lấy 1200 nhân với 8 á, sẽ ra là 9600 megabit ạ. Hay cái gì? BPS. 9600 bit trên giây đúng không? Dạ vâng. Rồi, ok. Cảm ơn Phong. Hay là chưa bị gì điểm rất cao, câu hỏi bạn điểm rất cao hay là bạn trả lời nha. Rồi như vậy thì thông qua cái việc mà cô hỏi các bạn, trao đổi với các bạn thì các bạn xác định được cái hướng làm bài này cho cô, đúng không ạ? Thứ nhất là phải chuyển đổi cái tín hiệu tương tự này thành tín hiệu PCM và tính được tốc độ của anh này, đúng không ạ? Sau đó thực hiện ghép cái tín hiệu PCM 8400 này với ba cái tín hiệu số này. Các bạn có thể sử dụng hai bộ ghép kênh như vừa rồi cô với bạn Phong vừa làm, hoặc các bạn có thể sử dụng một bộ ghép kênh duy nhất, đúng không ạ? Trong trường hợp này là 8400 nó sẽ gấp bao nhiêu lần nhanh này nhỉ? Chắc là phải gấp bao nhiêu đây? 8400 chia 4 là 21, đúng không? 21 lần nhanh này, đúng không ạ? Như vậy thì tôi sẽ sử dụng cái bộ ghép kênh có tốc độ là 400 Hz. Mỗi ba anh đầu vào số này, mỗi anh đưa vào bộ ghép kênh một lần. Còn các anh có tốc độ là 8400 sẽ đưa vào 21 lần, đúng không ạ? Như vậy đầu ra tôi sẽ điều là gì đây? 400 nhân với 2 mấy đây? 21 cộng 3 là 24. Thì sẽ được tín hiệu có tốc độ giống như trong trường hợp chúng ta vừa ghép rồi, đúng không ạ? Như vậy một cái bài này tôi có thể sử dụng, có thể thiết kế theo nhiều cách khác nhau, đúng không ạ? Tuy nhiên cái tốc độ cuối cùng tôi thu được thì nó vẫn phải giống nhau, nha. Các bạn hình dung như vậy. Thế nên là gì? Nhìn sang thằng bên cạnh thấy nó làm khác mình nhưng mà kết quả nó giống mình, thế là được rồi, ok rồi, đúng không nào? Chứ không phải tội gì và tẩy bài của mình đi là làm theo nó, đúng không? Rồi, vậy thì tiếp theo này, các bạn làm cho cô cái bài này. Bài này khó hơn bài lúc nãy một chút là vì sao? Lúc nãy là gì? Chỉ có một anh tín hiệu tương tự thôi, đúng không nào? Thì ở đây các bạn chỉ quan tâm đến quá trình chuyển đổi là PCM, tính ra được tốc độ nó và ghép anh này. Ở đây là gì? Cô cho đấy ba đầu vào tín hiệu tương tự, đúng không ạ? Ghép với hai anh tín hiệu số. Như vậy tạm thời bỏ qua hai anh này đã, chúng ta quan tâm đến ba anh tín hiệu tương tự rồi này, đúng không ạ? Vậy thì ở đây này, chúng ta sẽ xác định tần số lấy mẫu của nó là bao nhiêu, đúng không ạ? Và chúng ta lấy này, xác định tần số lấy mẫu thực tế của nó, đúng không ạ? Là ba anh này phải có tần số lấy mẫu tỷ lệ với nhau,
thì tôi mới thực hiện lấy mẫu được và tôi thực hiện ghép kênh được. Cái việc lấy mẫu ba cái tín hiệu tương tự này ấy, tôi sẽ thực hiện thông qua một cái bộ ghép kênh VDN luôn. Tức là gì? Lấy mẫu được phải ghép kênh, tức là gì? Các mẫu tín hiệu sau khi lấy mẫu được đưa vào các khe thời gian luôn. Cho nên tôi sẽ được tín hiệu đầu ra của cái bộ ghép kênh trong trường hợp này là tín hiệu PAM VDN, các xung PAM được đưa vào các khe thời gian, đúng không ạ? Sau đó thì tôi mới lượng tử hóa và mã hóa tất cả những cái các cái xung PAM TDM ghép kênh từ ba nguồn tương tự này bởi 9 bit trên một mẫu thì tôi sẽ được tín hiệu là PCM TDM, tức là tín hiệu số của cả ba anh tín hiệu này đầu vào này. Các bạn hình dung ra chưa ạ? Như vậy quan trọng là các bạn phải xác định tần số lấy mẫu ở đây như thế nào, đúng không ạ? Để các bạn thử suy nghĩ, các bạn làm trong cuộc nhé.
Tôi tiếp tục nào, với cái bài này thì các bạn là thử xác định cho cô nào. Tần số lấy mẫu của ba cái tín hiệu tương tự này sẽ có giá trị tương ứng là bao nhiêu? Cô xin mời bạn là Nguyễn Thị Ninh. Dạ. À, nào, Ninh trả lời cho cô xem nào. Em cho cô là em chọn tần số lấy mẫu của ba cái là 6,4 KHz. À, 6,4 và 6,4. Em có thể nghĩ cái phương án nào nó tối ưu hơn không? Như thế này thì được, nhưng như thế này các bạn để ý cho cô này. Các bạn lấy lên quá lớn, đúng nào? Thì cái này nó sẽ liên quan đến gì nhỉ? Tốn phổ tần. Đúng không? Cái này thì đưa về dễ thôi, mình lấy tất cả 6,4 thì ok thôi, dễ hình dung thôi. Nhưng mà cái này nó không tối ưu. Nhưng mà em lấy cái tần số lấy mẫu tối thiểu thì nó sẽ là 1,48 với cả 6,4 với cả 4,6. Ừ, đúng rồi. Hôm nay em biết 3,2 với cả 6,4 với cả 6,4 thì nó lại ở cái bộ cuối nó lại không là bộ nguyên của nhau, thế là không ghép được. Sao mà lại không ghép được? Ôi, em có thể chứng minh nó là 6,4 ạ? Cái gì? Em có thể chứng minh nó là 6,4 ạ? Em có thể chứng minh tất cả đều là 6,4 á? Vâng, nó là 6,4 ạ. Rồi nếu như cô lấy một cái tần số khác thì có ghép được không? Không, vậy em thử một cái là 3,2 là 6,4 thì không được. Nếu như mà cô lấy thành 1,6 6,4 và 4,8 ghép được không? Thử tính xem nào. Được ạ. Không, nhưng mà vấn đề là khi mình ghép ba kênh vào nhau bằng TDM ấy ạ, đúng không? Khi mình ghép ba kênh vào nhau bằng cách là mình ghép các tần số khác thì mình sẽ cộng các tần số vào nhau, thì mình sẽ cộng 0,74 cộng với 3,2 cộng với 2,3 thì đôi mắt em mới được một số là 6,24 ạ. Sao lại cộng tần số? Bởi vì theo lý thuyết của em thì băng thông toàn phần là bằng tổng các băng phân thành phần cộng với cả khoảng bảo vệ ạ. Nào, bình tĩnh nào. Tần số lấy mẫu ở đây, nào em xác định trước hết là tần số lấy mẫu ở đây liên quan đến cái việc là chúng ta thực hiện lấy bao nhiêu mẫu, đúng nào? Đúng ạ. Như vậy thì trước hết là em phải xác định FS của cô, sau đấy thì em mới tính ra được cái tốc độ của cái tín hiệu này. Nếu như em lấy tần số lấy mẫu lớn, đúng không? Thì tốc độ của anh này sẽ lớn, tốc độ tỷ lệ với băng thông chiếm của cái kênh này để tôi truyền cái tín hiệu tổng này này thì sẽ là lớn. Đúng chưa? Vâng. Thì đầu tiên em phải ghép băng thông đúng không? Ghép các băng thông với nhau. Thì em sẽ ghép là bởi vì mình ghép. Ở đây là ghép TDM. Đã rồi chúng ta mới tính là được tốc độ của tín hiệu, chứ không phải là tôi đang ghép FDM. Em hiểu cho cô. Đúng chưa? Vâng, nhưng mà trong phần này mình phải cộng 3. Nhưng mà lúc ấy cô bảo là cộng 3 tần số tương tự với nhau gì ạ? Là ghép tương tự, ghép các tần số tương tự với nhau rồi mới ghép tín hiệu số à? Là cô không nghe rõ bạn nói từ và bạn nói to lên cho cô thì cô mới nghe được. Em chưa đang mua ngoài kia, em không nói mất cửa. Tức là em cần phải ghép các tần số tương tự vào rồi sau đó mình từ sau đó mình ghép với số cho tần số này. Đây nhá, cái việc mà tôi thực hiện ghép theo TDM này này là em hình dung sai rồi, em bị hiểu sai vấn đề rồi. Tức là tôi sẽ thực hiện lấy mẫu thông qua một bộ ghép kênh TDM ở đây, có nghĩa là gì? Tại thời điểm này tôi sẽ lấy một mẫu tín hiệu và đây chính là một cái xung pang. Đúng chưa? Đây một cái giá trị, một cái xung thẳng đứng đây này. Hình dung nó không? Đây là các mẫu rời rạc của tín hiệu của tôi. Tức là sau khoảng thời gian này tôi sẽ có một mẫu tín hiệu. Hình dung nó chưa? Và như đây này, qua một cái bộ chuyển mạch này tôi thực hiện lấy mẫu nó luôn. Tại thời điểm này tôi lấy mẫu của xung pang. Tại thời điểm này tôi lấy mẫu một xung pang và tôi đưa vào khe thời gian. Tại thời điểm này tôi lấy một xung pang tôi đưa vào khe thời gian. Tại thời điểm này tôi lấy một xung pang tôi đưa vào khe thời gian. Cái này hình dung được chưa? Rồi á. Nhưng mà tức là khi mà mình ghép tín hiệu tương tự thì mình không phải là ghép theo kiểu ở cái bài 2.2.3. Ghép theo kiểu bài 2.3 là bài nào? Slide 2.3 ghép các tần số tương tự với nhau qua ghép các. Đấy, cái này không phải là ghép FDM mà cái này là ghép TDM. Cô đang yêu cầu các bạn thiết kế một bộ ghép kênh TDM, hiểu chưa? Thì em tưởng là để nó ghép ba tín hiệu
tương tự với nhau thì mình phải ghép bằng tần số đã, xong rồi mình ghép bằng TDM. À thế cô mới bảo bạn đang bị nhầm lẫn một chút đây này, chỗ này đây này. Tức là gì đây? Các cái giá trị rời rạc ở đây này, sau khi tôi lấy mẫu rồi là tôi sẽ được các giá trị rời rạc chứ không còn là tín hiệu liên tục của tôi nữa. Đúng chưa? Ghép FDM đấy là ghép với tín hiệu liên tục. À vậy tức là mình đang ghép, tức là mình đang phải chuyển các cái nguồn tương tự thành. Đúng rồi. Ồ, xong rồi tôi ghép bằng TDM. Sau bạn ghép thêm một lần nữa với các tín hiệu số mà 1900. Đúng rồi. Bạn hình dung ra chưa? Sau khi lấy mẫu là tôi được các giá trị rời rạc rồi. Đúng không? Tại các thời điểm này tôi có một xung pam này, đó là các giá trị rời rạc là các cái xung pam đấy, đúng không? Đấy, còn đối với FDM là tôi ghép theo một giải tần số, tín hiệu của tôi nằm trong cái giải tần số nào? Từ đâu đến đâu? Nó là tín hiệu tương tự. Đúng chưa? Chúng ta không tác động gì ở đây, không lấy mẫu, không lượng tử hóa và không mã hóa ở đây. Đúng chưa? Còn ở đây là chúng ta ghép TDM là gì? Tại khoảng thời gian này tôi phải có một mẫu tín hiệu trong khe thời gian này. Các giá trị rời rạc đây. Xung pam tôi đưa vào khe thời gian này. Xung pam của nguồn tiếp theo tôi đưa vào khe thời gian này. Xung pam của nguồn tiếp theo nữa tôi đưa vào khe thời gian này. Hình dung ra chưa? Các giá trị rời rạc. Rồi, ok, đúng nào. Rồi, như vậy thì qua... Nhưng mà vì sao lại phải lấy bằng 1.6 ạ? Bởi vì nếu mà xét 3 nguồn thành phần như này ạ, thì chẳng phải là... Không, em đang nghĩ vì sao nó là 1.6 ạ? À, thực ra giá trị 6.4 nhá là được. Nhưng mà cái đấy nó không tối ưu. Đúng ạ, vì sao không tối ưu? Nó liên quan đến tốn khổ tần, tốn băng tần của tín hiệu, của kênh truyền. Cái này sẽ liên quan đến như thế này này. Em sẽ tính được 6.4 lên là FS, đúng chưa? Như vậy em sẽ nhân với là bao nhiêu mẫu trên một, bao nhiêu bit trên một mẫu đây? Cô đang bit đến đâu? Đây. 9 bit trên một mẫu, em sẽ tính được tín hiệu số của kênh này có tốc độ là bao nhiêu. Sau đó em chia đôi ra thì em sẽ tính được cái dạng tần số hay là băng tần số của kênh truyền để tôi có thể truyền được cái tín hiệu này. Nếu như tần số lấy mẫu càng lớn thì cái băng tần này càng tốt. Vâng. Đúng chưa? Nó không tối. Và chúng ta lấy, tại vì trong quá trình giờ giải thích cái quá trình lấy mẫu ấy, thì cô có giải thích cho chúng ta rồi. Tần số lấy mẫu không được quá lớn. Đúng không ạ? Nó phải thỏa mãn điều kiện lớn hơn bằng 2F max. Nhưng không được nên lấy, không nên lấy lớn. Nó liên quan đến tốn. Đúng nào? Thì vẫn được thôi. Nhưng mà cái đấy nó không tối ưu. Là người thiết kế thì mình phải làm như thế nào cho bài toán của mình tối ưu nhất. Đúng không ạ? Thì ở đây sẽ là 1.6 này, 6.4 này và 4.8 là tối ưu nhất, mình chỉ lấy nhỉnh lên một chút thôi. Đúng nào? Chứ cô không bảo là 6.4 là không được nhá. Nhưng mà nó không tối ưu. Tính ra thì tốc độ nó sẽ lớn hơn nhiều so với cái phương án mà cô đưa ra. Bạn thử tính toán xem nhá. Rồi. Đúng rồi. Bạn trao đổi với cô như thế thì rất là tốt nhé. Không có vấn đề gì cả. Mình càng hiểu thêm vấn đề. Rồi vậy thì ở đây là sẽ là 1.6 này, 6.4 này và 4.8. Đúng không ạ? Như vậy thì sau khi tôi lấy mẫu và tôi thực hiện ghép kênh TDM cho các mẫu tín hiệu thì tôi sẽ được tín hiệu là tín hiệu PAM TDM. Tức là tôi đã thực hiện ghép kênh cho các cái tín hiệu sau lấy mẫu của tôi, các cái xung PAM. Đúng không ạ? Và sau đó tôi sẽ lượng tử hóa các cái xung PAM này bởi 9 bit trên một mẫu. Thì tôi sẽ được một luồng tín hiệu PCM, TDM, đúng không ạ? Sẽ có tốc độ là bao nhiêu nhỉ? Thử tính toán xem nào. 115.2 ạ. À, lúc này này, thứ nhất là sẽ thông qua một cái bộ chuyển mạch. Thứ nhất có tốc độ là bằng 1.6 kHz này. Nguồn thứ nhất được đưa vào một lần, nguồn thứ hai được đưa vào 4 lần, nguồn thứ ba đưa vào 3 lần. Như vậy tín hiệu đầu ra của cái bộ TDM thứ nhất phải là bao nhiêu nhỉ? 1.6 nhân với 8, đúng chưa? Đúng không? Rồi, sau đó tôi lượng tử hóa và mã hóa anh này, tôi nhân lên thêm 9 bit trên một mẫu nữa. Đúng chưa nào? Thế tôi sẽ được tín hiệu có tốc độ là bao nhiêu đây? 1.6 nhân 8 là bao nhiêu nhỉ? 12.8 nhân với 9 bit trên một mẫu là bằng bao nhiêu? Các bạn tính ra cho cô xem nào. 115.2 đơn vị là kilobit trên giây, đúng chưa? Vậy thì bây giờ là phải so sánh cái 115.2 này với cái anh là 19.2 kilobit trên giây, đúng không?
Thì bây giờ chúng ta lại phải sử dụng một cái bộ nhóc kênh thứ hai để ghép hai cái anh chứng nghiệm số này lại với nhau. Đúng rồi. Bạn Ninh với bạn là gì? Bạn gì vừa phát biểu với cô nhỉ? Bạn Quân à? Giọng rất là quen. Quân phải không? Hay là Sơn? Vâng. Quân. Vâng. Rồi. Vậy thì thông qua cái phần mà cô trao đổi với hai bạn, bạn Quân và bạn Ninh, thì các bạn về nhà các bạn làm tiếp cái bài này cho cô nhé. Cô, cái gì em? Mà đi thi em vẫn, em không, lúc đấy em biết là 6,4 thì thế có bị trừ điểm nhiều không ạ? Khả năng là sẽ bị trừ điểm đấy nhá. Nhưng mà các bạn làm thì các thầy cô vẫn chấm điểm cho các bạn, nhưng mà sẽ bị trừ điểm. Tại vì cái phương án đấy thì nó không được tối ưu lắm nhá. Điều đó mới lại yêu cầu các bạn là các bạn phải tính toán như thế nào đấy, đúng không nào? Mình phải lấy lên như thế nào đấy cho nó cân đối, đúng không? Chẳng hạn như là mình chỉ lấy lên nhỉnh một chút thôi, mình phải nhẩm vào xem nhỉnh một chút thôi nhé. Chứ không lấy nhiều như thế, lấy nhiều như thế thì bài toán trở nên nó đơn giản quá, đúng không? Mình chỉ cần lấy cho ba anh này bằng nhau là được, đúng nhỉ? Làm thế nào ba tất cả sau này nếu như cô cho một bài toán các bạn đều cho nó tần số bằng nhau thì dễ quá, đúng không? Rồi đây là dạng thứ hai này. Ở đây cô cũng cho các bạn một cái bài hai bài tập về nhà lận rồi, tận hai bài tập về nhà. Nhưng ở đây các bạn làm cho cô một bài này thôi, làm chúng ta luyện đi kỹ năng thôi, đúng nào? Đây ghép kênh PAM TDM đây này. Đây. Cái này nó chỉ liên quan đến tín hiệu sau lấy mẫu thôi, đúng không ạ? Sau khi lấy mẫu và tôi thực hiện ghép kênh, bởi các bộ ghép kênh có tốc độ cho sẵn như thế này, đúng không ạ? Như vậy với cái chín nguồn tương tự đầu vào này, các bạn phải xác định cái này chỗ này các bạn phải xác định cho cô này tần số lấy mẫu như thế nào cho nó phù hợp. Thế chẳng lẽ trong trường hợp này tôi lấy tất là đều là 24 à? Thế lại không được, đúng không? Tần số lấy trước hết là các bạn muốn xác định được tần số lấy mẫu thực tế thì các bạn phải xác định tần số lấy mẫu Nyquist, đúng không? Trên cơ sở tần số lấy mẫu Nyquist tôi sẽ lấy nhỉnh lên như thế nào đấy để cho nó phù hợp với bốn cái bộ ghép kênh có tốc độ như thế này. Nó bằng hoặc nó phải tỷ lệ với những cái anh này thì tôi mới thực hiện ghép kênh được, đúng nào? Rồi như vậy thì các bạn thử nhẩm tính toán cho cô một chút xem nào, với bốn cái anh này tôi sẽ thực hiện lấy mẫu như thế nào.
Nào, bây giờ các bạn nhé, trả lời cho cô xem nào. Trong cái tình huống bài toán này đưa ra thì chúng ta sẽ thực hiện lấy mẫu và cái tần số lấy mẫu thực tế là bao nhiêu? Cô xin mời Võ Tú Phương, Võ Thị Tú Phương nào. Vâng ạ. Trả lời cho cô xem. Dạ. F1 bằng 24 nên em lấy là em lấy 3 lần 8 ạ. Ờ, tần số lấy mẫu thực tế luôn à. Là nguồn thứ nhất là 24 này, rồi ok. F2 bằng 7,6 em lấy là 8 ạ. Rồi, F3 là bằng 4, em lấy 4. F4 bằng 3,4 em lấy 4. Rồi, F5 bằng 2 lấy 2. F6 rồi. Bằng 1,6 lấy 2. F7 bằng 1,2 lấy 2. F8 bằng 0,6 lấy 1. F9 bằng 0,5 lấy 1 ạ. Rồi, ok, đúng rồi. Với những cái tần số lấy mẫu này thì mình sẽ thực hiện là ghép kênh được thông qua những cái độ ghép kênh là tốc độ như đây, đúng không nào? Vậy thì làm tiếp cho cô một chút nữa Phương nha. Vậy thì em sẽ thực hiện là thiết kế ghép những anh nào lại với anh nào? Dạ, em ghép hai cái 1 thành 1 bộ 2. Ừ. Ghép cùng với một cái 2 để thành được... hai cái 2 là thành 1 bộ 4. Một cái 2 với hai cái 1 lúc nãy là để 1 bộ 4. Rồi. Còn 24 F1 bằng 24 kia em kép với F2 vào tín hiệu đồng bộ là được 1 bộ có F bằng 8 kHz. Ừ. Thì bộ kia thì em chia ra được 10 tín hiệu F4. Em ghép cái cuối cùng bằng F bằng 4 ạ. À, em ghép cái bộ ghép kênh cuối cùng là tốc độ là 4 à, kHz à? Vâng ạ. Rồi, ok, cũng được thôi nhá. Nhưng mà như thế thì nhìn nó lại rườm rà, nó quay đi rồi nó lại quay lại đúng không? Em lại ghép những cái anh 24 này với anh 8, với anh tín hiệu đồng bộ thông qua bộ ghép kênh là 8 trước. Sau đó em mới lại ghép với 4 à, đúng không? Thế nhiên mình này là cô hiểu như vậy đúng không nào? Vậy thì tại sao mình lại không ghép này tín hiệu đầu ra của bộ ghép kênh thứ hai với hai nguồn đầu vào là tốc độ là 2 kHz đúng không? Thì em ghép lại với nhau đi. Đây 4 kHz và 4 kHz thông qua cái bộ ghép kênh có tốc độ là 4 kHz này sẽ được tạo thành một nguồn là 8 kHz này, đúng không? Đúng không? Sau đó em lại ghép cái đầu ra của bộ ghép kênh này có tốc độ là 8 kHz với nguồn thứ nhất, nguồn thứ hai và tín hiệu đồng bộ thông qua bộ ghép kênh là 8 kHz, thì nhìn nó đỡ rườm rà hơn không, đúng không? Thực ra thì hai cái kết quả ấy, sau khi ghép kênh như cách của em ấy và cách của cô ấy thì đều cho ra một cái kết quả là gì, tín hiệu đầu ra của cô sẽ có tốc độ là bao nhiêu kHz giống nhau, nhưng mà cách của em nhìn nó thiết kế nó bị rườm rà, đúng nào? Nhưng mà như cách của cô này là mình làm cái tốc độ lớn dần, đúng nhỉ? 1 ghép với nhau được 2, 2 với 2 ghép với nhau được 4, 2 với 2 tiếp ghép với nhau được 4, 4 lại ghép với 4 được 8, 8 sẽ ghép thông qua một ghép kênh có tốc độ là 8 kHz, đúng không? Rồi, cảm ơn Tú Phương nha. Rồi, những cái này thì các bạn về nhà làm cho cô nhé. Sau đây thì cô sẽ nói một chút về cái chương 5 này này. Lưu ý một chút cho các bạn về dạng bài tập chương 5 này này. Với cái dạng bài tập chương 5 này thì cô hướng dẫn cũng đã kỹ cho các bạn rồi và cô cũng đã chữa cho các bạn rồi. Nhưng riêng cái bài này thì cô nói lại một chút thì có bạn nhờ cô nói lại cái bài này nha. Vậy thì các bạn để ý này, với cái dạng bài tập này tức là chúng ta phải xác định cái công suất sóng mang tên công suất tạp âm hoặc là công suất tín hiệu tại đầu thu ấy, tên công suất tạp âm đơn vị là dB. Như vậy thì các bạn phải xem cái công thức này để tính được cái anh này thì chúng ta phải tính những cái anh nào. À, chúng ta phải tính 5 cái tham số này. Công suất phát xạ đẳng hướng tương đương PIRP, cái này thường trong dạng bài tập này là cho rồi, đúng không? Như vậy chúng ta phải tính này GR trên T hệ thống, đúng không ạ? Đơn vị dB, đúng không ạ? GR thì các bạn tính theo đây này, hệ số tăng ích của anten, và anten thường cô sẽ cho là anten parabol. Do vậy là sẽ tính theo công thức là 7A cho lambda. Như vậy các bạn phải tính được A là diện tích của bề mặt anten parabol, tức là diện tích hình tròn PR bình phương, đúng không ạ? Lambda sẽ bằng C đến F và đơn vị đây là đơn vị mass. Nhớ cho cô đủ đơn vị nhá. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ tính là K đơn vị dB.
K thì sẽ bằng cái gì? K thì hàng số mol của men, đúng không ạ? Do vậy các bạn lấy 10 lớp của anh này lên thì sẽ được đơn vị dB. B đơn vị dB, B là băng, băng thông, tung tần thường có đơn vị là megahertz, đúng không ạ? Kilohertz. Nên các bạn phải đổi cái này sang đơn vị là hertz. Sau đó mới lấy 10 lớp lên thì các bạn sẽ được đơn vị là đây. B dB. Nếu như các bạn không đổi đơn vị nhá, các bạn tính luôn dB nhá thì các bạn sẽ bị sai số. Do đó kết quả các bạn sẽ bị sai. Sai hoàn toàn đấy nhá. Nên là cô nhấn mạnh cho các bạn lưu ý ở đâu, các bạn phải để ý đổi đơn vị cho cô. Trong cái bài tập chương 5 này, các bạn rất nhiều khâu các bạn phải đổi đơn vị, đúng không ạ? Các bạn phải lưu ý cho cô. Còn nhiều bạn bảo là em tính toán đúng rồi, em tính toán đúng như công thức cô đưa cho em rồi, nhưng không đổi đơn vị thì vẫn sai là sai, đúng không ạ? Cho nên rất nhiều bạn thắc mắc ở cái dạng bài tập chương 5 này này là tại sao cái làm đúng rồi, đúng không, như công thức của cô rồi mà tại sao là vẫn bị sai, điểm vẫn không cao, đúng không ạ? Là vì đây này, vì những cái lỗi như thế này đây ạ. Và L này, tính theo đơn vị dB thì L là gì đây nhỉ? Suy hao trên đường truyền. L tính theo công thức này. Như vậy, alpha của chúng ta theo đơn vị là mét thì cái D này, các bạn này là khoảng cách giữa vệ tinh và máy thu cũng phải được đổi sang đơn vị là mét. Nhớ nhá. Nhớ đổi đơn vị cho cô nhá. Thường sẽ cho được dưới dạng là km, các bạn phải đổi sang đơn vị là mét. Sau các bạn tính toán lấy 10 lớp của anh này lên sẽ được đơn vị là dB. Nhớ chưa nào? Rồi, như vậy thì chúng ta quan trọng là chúng ta sẽ tính này, cái T của hệ thống này, tính G này, tính L này. Còn những cái anh này thì đổi đơn vị và lấy 10 lớp lên thôi. Cái anh nào cho rồi, đúng không ạ? Vậy thì quay trở lại, T hệ thống tính như thế nào, G thì lúc nãy cô hướng dẫn rồi, L thì có công thức sẵn rồi, chỉ có đổi công thức, đổi đơn vị thôi. Còn T hệ thống tính như thế nào? Trong trường hợp này, cái hệ thống thu của tôi gồm 3 thành phần, tiếp sóng, LNA và máy thu, đúng không ạ? Như vậy T hệ thống lúc này sẽ tính theo cái biểu thức như thế này. Đây, sẽ bằng TA cộng với TE. TA là nhiệt độ tạp âm của anten thu, còn TE là nhiệt độ tạp âm hiệu dụng đầu vào của toàn bộ hệ thống thu này. Giả sử như trong trường hợp này, cái hệ thống thu của tôi gồm N tầng như thế này, thì TE sẽ tính theo công thức này. Nhớ cho cô nha. Như vậy áp dụng vào cái bài toán cụ thể của tôi, hệ thống thu gồm 3 tầng. Như vậy TE sẽ tính như thế nào đây? TE thì sẽ bằng nhiệt độ của tầng thứ nhất là TAL cộng với TELNA chia cho GA nhỏ cộng với TE của máy phun chia cho GA nhỏ nhân GA lớn, đúng nào? Lưu ý này, GA nhỏ ở đây đơn không có đơn vị đi, không có đơn vị. GA lớn cô lại cho đơn vị đi, vì như vậy phải đổi, lại phải đổi đơn vị cho cô chứ mà lấy 0.98 nhân 50 đấy là sai nhá, đúng nào? Như vậy thì các bạn phải đổi cho cô này. GA đơn vị dB. GA đơn vị dB thì tính theo công thức nào? 10 log cơ số 10 của GA thì sẽ bằng 50 dB. Theo giả thiết đây là 50 dB. Đúng không ạ? Vậy thì từ cái biểu thức cô vừa đọc đấy thì các bạn sẽ chuyển đổi sang cho cô GA là bằng bao nhiêu. Đúng không? Đổi được nhá. Suy nghĩ đổi cho cô. Cô gợi ý thôi. Còn về nhà suy nghĩ đổi phải làm bài tập cho cô. Đúng không ạ? À, và đây này, B trung tần đây các bạn phải đổi này, đơn vị là megahertz này, phải đổi ra lấy 10 lớp anh này lên, đúng không ạ? Rồi tính được TE rồi của anh này rồi thì bây giờ tính T hệ thống, nhưng các bạn lại lưu ý tiếp này, cái khối này là cô này chấm chấm này, khối này là khối tiếp sóng, nó không khác gì một cái sợi dây dẫn điện nối từ anten cho đến anh LNA. LNA máy thu này là hai khối thiết bị, cho nên cô để in đậm đây này, đúng không ạ? Anh này không khác gì một cái đường dây dẫn. Và cái nhiệt độ TA trong trường hợp này ấy, chính là cái nhiệt độ của anten này đưa đến đấy. Cho nên nhiệt độ của anten cộng với nhiệt độ của khối tiếp sóng này đúng bằng 32 độ K luôn. Nhớ cho cô nhá. 32 độ K này chính bản chất đó của anten thôi. Còn anh này là sợi dây dẫn mà. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhớ cho cô nhá. Và cái anten này có đường kính D này. D lớn đây này, cô ký hiệu này. Khoảng cách giữa máy thu và đây này là đây nhỏ này. Thì để phân biệt được tránh nhầm lẫn nha, nhiều bạn nhầm lẫn lắm. Thì các bạn ghi luôn cho cô trong phần tóm tắt này là đường kính của anten ký hiệu là D lớn bằng 3 mét. Khoảng cách giữa vệ tinh và máy thu đây nhỏ. Ghi luôn rõ ràng như vậy để các bạn tránh nhầm. Đúng không ạ? Đấy là những cái lưu ý đối với cái dạng bài tập này. Đúng không ạ? Các bạn về nhà các bạn suy nghĩ, các bạn làm cho cô nha. Như vậy thì cô đã hướng dẫn xong, tổng hợp xong cho các bạn những cái vấn đề liên quan đến cái anh này.
Vậy thì nội dung ôn thi, cô sẽ gửi up cái bản nội dung liên quan đến cái phần lý thuyết cho các bạn. Còn bài tập thì các bạn yêu cầu các bạn ôn tập tất cả những dạng bài tập cô cho các bạn nhá. Còn về cái lý thuyết thì nó cũng bao gồm tất cả những cái nội dung cô giới thiệu các bạn thôi. Cô chỉ vạch ra những cái ý đấy thôi. Và cô căn dặn các bạn này, ngay như đầu buổi cô dặn đó sao nhỉ? Là hình thức thi của các bạn là đang hướng tới là thi, chúng ta chưa chốt phương án đâu các bạn ạ. Vẫn đang chờ tình hình xem dịch như thế nào. Nếu như không thi online, thi theo như hình thức truyền thống thì các bạn sẽ thi tự luận và không dở tài liệu nhá. Môn này là thi tự luận, thi viết và không dở tài liệu. Đề cương thì cô đã cho các bạn như thế rồi, vẫn bám sát bài tập và lý thuyết như bình thường. Nhưng trong trường hợp thi online nhá, cô đang phổ biến các bạn nghe cho rõ này. Cô chưa chốt phương án nhà nào đâu, tại vì phòng khảo thí và đào tạo vẫn chưa chốt phương án nào. Nếu như thi online thì các bạn vẫn thi tự luận, đúng không ạ? Và như vậy thì nội dung bài tập cũng như thế, các bạn ôn cho cô đi, làm cho cô hết đi, đúng không ạ? Và lý thuyết thì các bạn phải ôn sâu hơn nhá, các bạn phải ôn sâu hơn nữa. Ngoài cái việc là gì, liệt kê ra được cái anh này có những cái gì, đúng không ạ? Thì các bạn phải nắm rõ được tính chất để giải thích được các cái vấn đề trong đó cho cô, phải so sánh được giữa cái đối tượng này với cái đối tượng kia để thể hiện bạn hiểu được cái bản chất của cái phần lý thuyết này như thế nào, chứ không phải chỉ liệt kê ra thôi đâu. Đúng không ạ? Thi tự luận online là các bạn phải phân tích nó được, nó và hiểu được bản chất của nó như thế nào. Đấy, các bạn nắm được cho cô nhá. Hình dung cho cô chưa? Các bạn nắm được cái này thì các bạn mới có cái phương hướng ôn tập cho các bạn một cách chính xác rồi. Đúng không ạ? Đấy là cô dặn lớp như vậy để chúng ta có thể đạt được kết quả thi tốt cho cái môn học này của chúng ta. Còn sau đây thì cô sẽ đặc điểm cho các bạn. Và cái nội dung ôn tập thì cô sẽ upload lên cái phần tài liệu chung. Bài tập thì cô không ra thêm nữa đâu nhé. Các bạn ôn lại những cái bài cô cho trong từng chương cô hướng dẫn các bạn đấy. Các bạn làm lại cho cô. Không có gì mới ở đâu xa hết. Các bạn làm hết bài tập chương 2, bài tập chương 3, bài tập chương 5. Lý thuyết thì ôn tất tật những cái vấn đề mà cô liệt kê ra đấy. Ôn tìm hiểu sâu vào cho cô nhé. Rồi, và đây cô sẽ đọc điểm này. Quy tắc cho điểm của cô này. Đi học đầy đủ được 9 điểm. Tích cực phát biểu với cô thì cô sẽ cộng điểm một điểm vào, còn nghỉ một buổi cô trừ một điểm nha. Ở K2 là từ bạn Võ Thanh Lâm nhỉ? Võ Thanh Lâm 98, Phạm Quang Long 57, Vũ Hoàng Long 79, Đặng Quốc Mạnh 79. Bạn Mạnh ấy thì được cộng một dấu cộng và bị trừ một buổi nghỉ cho nên là vẫn là 9 nha. Quất Văn Mạnh 69, Hoàng Phương Nam 88, Nguyễn Thành Nam 78. Hoàng Phương Nam 78 nha. Nguyễn Thành Nam 78, Hoàng Anh Nhật 78, Nguyễn Thị Ninh 10. Bạn Ninh ấy bạn nắm khá là tốt nhé, tích cực phát biểu với cô này. Với bài kiểm tra của bạn cũng được 10 điểm. Trần Ngọc Phong 19, Võ Thị Tú Phương 99, Vũ Hà Quang 69, Trương Quốc Quân 70. Bạn Quân bạn đang tích cực phát biểu với cô nhé. Với lại là cô có cộng một điểm cho bạn vào cái buổi, vào cái bài thực hành ấy, cho nên bạn, mặc dù bạn kiểm tra bạn được 5,5 thôi, nhưng mà cô vẫn cho lên là 7, đúng không ạ? 70. Cao Nguyễn Sơn 88, Phạm Văn Tài 99, Nguyễn Đình Tâm 89, Hoàng Văn Tân 70, Nguyễn Văn Thái 79. Cô xin lỗi, Hoàng Văn Tân thôi là dừng rồi. Đây là những bạn ta sau rồi nha. Như vậy các bạn có cái thắc mắc gì với cô về điểm số của mình không? Nếu như mà không có cái vấn đề gì thắc mắc nữa về điểm số này, về cái vấn đề gì trong cái nội dung bài học của chúng ta, thì bài học hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Và cô hy vọng và cô chúc các bạn là ôn thi tốt và sẽ có kết quả tốt cho cái môn học này của chúng ta. Đúng ạ, mặc dù học online nhưng mà cô vẫn hy vọng là các bạn sẽ có được cái kết quả thi tốt nha. Vậy thì cô xin chào các bạn. Buổi hôm nay là buổi cuối cùng của các bạn rồi nhá. Nhưng với cô thì chưa đâu, nhưng với các bạn là buổi cuối cùng rồi đấy. Cô chào các bạn nhé. Nhìn rồi.